Rồi ok, thưa ông Công chào quý anh chị xem video ha. Chúc mọi người dồi dào sức khỏe luôn. Làm qua giùm anh Công ha. Sáng ngày thì có anh khách quen qua nhà lấy đặt tới anh có xài máy với mình ha. Thì lấy cục pin 304 ha. 304 về rồi. Thì hôm nay mình cũng đang tiến hành gói cục pin ha cho anh khách. Đó, pin 45 ampe với 2.8 ha. Đó, 2.8 anh khách đặt thêm. Một khách quen mới bữa trước lấy pin 107 giờ anh lấy thêm cái máy 8 nữa ha. Mấy khách quen mà. Ở đây thì đang test mạch xả ha. Giờ đang sạc lại pin này ha. Mình đang lấy cục sạc của Sure 50 ampe ha, nhưng mà thực tế dòng sạc nó khoảng 30 mấy ampe ha, 35 ampe. Thì mình muốn mình sẽ chỉnh nó tông lại để cho sạc pin ha. Đó, còn giờ thì mình vẫn giao sạc đen bình thường thôi, đen mấy cục pin này ha. Còn này đang test sạc xả, nãy test xả rồi ha. Máy test xả xong rồi giờ sạc lại ha. Đó, đừng cho xong đừng giao thì mới làm được 3 cục pin ha. Đó, chưa giao ai 3 cục. Hôm nay giao đi thì cũng có 3 đơn hàng với khách ở nhà lấy cục pin 354 ha. Đó, với cũng lại sửa mấy cái máy ha. Đó, thì ở đây mình đang còn mấy cái mẫu pin ha. Đó, đang còn được ít ít đây, máy pin dòng 50 ampe, 45, 30 đó, 60 rồi ha, máy thì có đầy đủ hết đó. Còn đây là pin chống nước ha, còn đây là pin xịn hơn, 45, 58 ampe, 4.2 ha, còn 50 ampe pin xịn vào 3.7 ha đó. Còn pin này pin 75, giá của nó là giờ là 4.7 ha, máy dòng pin vuông từ 50 ampe trở lên là tới được bảo hành 2 năm hết ha đó, được bảo hành 2 năm hết. Còn dòng pin 4x thì lắp lấy tiền công ha, mình nói ra từ đó giờ rồi, dòng 4x thì mình đắp lấy tiền công, pin thì giờ cũng có được một nhà ha. Đó, thì mình đa số bên mình thì vừa bán máy kích cái với vừa pin ha, với sạc bổng cho anh em luôn. Đó, máy cũng sạc, còn pin linh tinh rồi vẫn có ha. Đó, máy khoan, máy cắt rồi pin rồi có hết, dự phòng thì có đầy đủ hết ha. Đó, còn sạc thì có 5 ampe, 10 ampe, 3, 2, 30 ampe có đầy đủ ha. Anh em cứ cần cái alo em trực tiếp ha. Đó, đặt theo yêu cầu của mình hết. Đó, đây thì đang tiến hành đoạn của pin 304 đây. Sáng anh khách anh cũng lấy cục pin 304 ha. Giờ ông đang đoạn. Còn cục pin này là 45 ampe làm thành phẩm xong rồi, giờ chờ độn bắn keo test sạc xả ha, xong rồi giao anh em, em đặt giao. Ở đây đang tiến hành làm pin 45 ha. Đó, còn đây thì mấy cục pin, mấy cái máy ha, máy thành phẩm làm sậm ha. Đó, anh em đặt theo chỗ nào mình mới cân chỉnh theo cái nguồn nước hợp rồi mới bán giao tới người xài ha. Đây rồi mấy máy này ha, dòng mạch đổi với mạch vàng là công suất lớn, giờ 5 triệu nhận được ha, một giờ thả cáp cái côn nó làm được hết ha. Đó, máy vip đến giờ luôn. Cái máy này mua được là 10 năm sau ha, là anh em không cần đổi máy, nó dư thừa đánh này không cần đổi máy ha. Đó, còn mấy con máy này thì mấy con máy đợt trước ha, 4-5 triệu cây thì đợt trước ở đây, đó giờ anh em ta vẫn xài 6-7 năm nay ha. Đó, còn dòng máy 8 mình bán đi rất là nhiều, giờ còn đang làm ha. Đó, chừng nào anh em đặt thì cái bình test xong thành phẩm mình sẽ vô mình bán thôi ha. Đó, anh em cần cái gì có alo trực tiếp ha, tư vấn cho nó dễ. Đây thì đang tiến hành lắp đây. Đó, tem mộng thì máy móc là có tên của số điện thoại mình hết ha, tên mặt máy là có tên của số điện thoại hết. Đó, anh em cứ alo trực tiếp ha. Đó, mạch nào cũng có ha, tại vì mình lên mấy nhà mạch thì anh em có coi video lúc trước mà để bên góc cửa kia kìa. Đó, anh em thấy thì biết ha, trồng bên đó là toàn là mạch không ha, mé bên kia là mạch không, nó đang là lớp kính. Đó, mạch thì đều có tên có số điện thoại hết ha, nó nằm bên đây, bán này anh em không phải lo, có tên có số điện thoại hết. Đó, mạch nào cũng có ha, có tên có số điện thoại tên mạch hết, bán này giao tới tay anh em nhận ha, bảo hành bảo trì cho anh em đánh xài hiệu quả ok, chất lượng nhất giờ ha. Đó, anh em ưng cái nào cứ alo em trực tiếp cái nấy ha, thì dẫn cho nó dễ. Đó, trong nước hộp thường hộp cam gì có đầy đủ hết ha, ưng cái nào lấy cái nấy. Sạc là có từ bình pin xe máy khoan máy cắt có ha, anh em cần cái nào cứ alo em cái đó ha, có đầy đủ hết cho anh em, dụ anh em xa gần ha. Đó, còn đây là mạch ha, mạch là đều in tên in mộng, đây đang còn cả ngàn cái mạch ha. Đó, mạch mà nhỏ lúc này bán rất là nhiều ha, giờ bán cho hết mấy đó thì mình sẽ in mạch mới về mình làm nữa ha. Đó, mạch giờ đang còn ít đây. Đó, nhỏ 8 với 6 feet rồi ha, 6 feet mà 6 feet đại thì nó sẽ bằng 20 feet nhỏ luôn ha, anh em khỏi phải lo vấn đề đó. Cái cần quan trọng có bình bọng đánh là ok ha. Còn pin 105 đây. Đó, pin 105 này thì giờ giá của nó là 5.7 triệu ha, gồm hai sạc 10 ampe với cái ba lô, được bảo hành 2 năm ha. Còn máy này thì giờ đang xài đồng hồ này ha, với cái nút này, nó bán cho anh em là 6.8 triệu nhận được ha, hai cục sạc 10 ampe cái ba lô đây. À, giá bộ với đi xuồng thoải mái luôn, nó ăn đứt cái bình cho 220 nha, đánh chấp bình 220 ăn đứt ha, pin 107 này ăn đứt cái bình 220, chạm ba bạch sạch xả mạch bằng giống như trang nhau luôn, pin bằng giá tiền luôn ha. Bên này là 170 à, bên này 175 mà giá bán bằng nhau luôn ha, trên nhau có 20 ngàn không đáng ha, bán bằng nhau luôn.